nghe nói điều cao bằng triệu bạn nó chạy bạ rồi. Cái này 1.6 triệu mà nó có 20 người dùng, nó dùng 80 ngàn. Cái gì anh đùa em à? Cái gì? Làm mà 80 ngàn mà. Trời ơi má ơi. Thôi ngủ miệng đi. Thôi cái đồ nhà quê. Có cái gì trống mà 80 ngàn? Hả? Có cái gì trống? Không có đồng hàng không biết. Em coi gì trống này mà 80 ngàn. Bây giờ nội em mua energy bên Mỹ một lon đã là 3 đô rồi. Là loại cua bắp đó. Mà 3 đô bây giờ là nhiêu rồi cũng 80 chứ nhiêu. Còn cái này một muỗng người ta nó viết. Anh nói thiệt á, bây giờ nói tóm tắt nè. Những cái làm lên này viết nè, thấy không? Là cái công đoạn, tức là trong cái quy trình sản xuất phẩm xong á, những cái công đoạn quan trọng á, nó làm bằng tay. Ủa đồ handmade hả? Không phải handmade hết. Tức là nói chung là nó vẫn cái dây chuyển xuất, nó vẫn chạy nhà máy, nhưng mà những cái công đoạn quan trọng nó làm bằng tay. Khi mà em làm bằng máy á, nó sẽ có nhiệt, nó hít. Nó có nhiệt, nó làm cho hư bột, nó làm cho giảm cái quality của sản phẩm. Thì những cái công đoạn nó làm tay cho nó, để cho nó đảm bảo được cái quality là nó cao nhất. Nghe giống phương pháp làm quay quá vậy. Nghe ghê chưa? Đó, ok. Đó là cái nhất, cái thứ hai. Anh đố em kiếm được cái thằng điều cao nào á mà nó nhiều chữ R như này. R đâu? Nè, một đống R luôn nè. R hả? R là gì? R là bằng sáng chế. Bằng sáng chế được cấp bởi Mỹ Đế. Ok vậy. Cái này R quá trời luôn, R mà R ngập mặt luôn. Nè, cho Tú coi nè, đống R luôn. Nó cái gì cũng R hết á. R mà xỉu luôn á. Nhưng mà em chê, cái này là em chê. Thành phần nhiều quá, đậm nhức mắt quá. Bây giờ quan trọng là uống là đừng nào. Trình nào mà hiểu. Không trình nào mà hiểu hết á. Thành phần đâu mà mấy cái quảng cao khác á, là nó thành phần nó riêng cục cho bá. Xong có này có kia có nọ, đọc biết khỉ gì đâu. Còn cái này á, nó clarify ra từng chữ. Từng cái R bao nhiêu. Từng cái đó. Nên cái này có trình nó hiểu được. Như là Mucasin đây chi vậy? Vậy mới ghê. Cái thằng này vậy mới ghê, thấy không? Nó có $2 Mucasin nữa. Đây là cái công nghệ lên men bò của thằng Mông Cổ. Đó, Mông Cổ là Mông Cổ xịn, nó chạy qua Mỹ đăng ký bằng sáng chế luôn. Em thấy ngày xưa Mông Cổ vĩnh lộn ăn châu Âu luôn đúng không? Sữa hôm này nó có bí kíp gì đó mình không biết được. Mà bây giờ bí kíp được tái hiện trong này mới ghê chứ. Nói chung đó chỉ là thành phần nhỏ thôi. Bây giờ tại vì anh chưa nói vô những cái VIP của nó, mà anh chỉ khoe với mấy em thấy rồi đó. Nó chỉ R gặp mặt luôn. Chưa có một thằng quảng cao nào mà R nhiều như này hết. Thằng này đậm nhất đầu quá, lắm công nghệ quá. Và cái thứ hai nữa đó là cái muỗng nó bự như muỗng quay rồi đó. Cái muỗng nó 24 gram. Uống gì nổi. Cái muỗng này quốc cao mà 24 gram. Rồi, sao nữa? Cái này nó là gì? Không mất ngủ. Cái này được hả? Được đấy. Không mất ngủ, an toàn, tự nhiên, dễ hiểu, minh bạch, nam nữ, người già quốc được luôn. Uống gọi là mọi lúc mọi nơi. Tại nó steam free mà. Thôi bây giờ trước khi mà nói về cái công nghệ điều cao ngày xưa đó, coi cái điều cao cũ đó nó là energy. Energy là năng lượng đến từ caffeine đó. Caffeine không có caffeine xịn, caffeine của bắp, rồi méo, chuối, blum la. Nó tạo ra cái dòng energy, thì đó là một cái điều cao kiểu cũ mà nè. Energy nó sẽ có nhiều cái tác dụng phụ này nọ, ABC, FGH. Cái đó không bàn trong chương trình ngày hôm nay. Rồi cái thời gian gần đây nó tạo ra một cái công nghệ điều cao mới, đó là pump. Vậy thì cái nguyên lý hoạt động của pump là gì? Hả? Thì nó bơm nhiều máu vô rồi cho nó pump cơ, bơm cơ rồi cho nó nhiều. Thì đúng rồi, đúng là em hiểu được cái nguyên tắc chính rồi đó. Tức là pump là gì? Pump là bơm máu. Nó phải cải thiện được cái dòng blood flow, dòng máu nó sẽ chứa nhiều dinh dưỡng, đúng không? Để nó đập vô cái tế bào cơ lúc mình tập luyện. Và đó là một. Và cái thứ hai là cái tế bào cơ đó bây giờ nó được kích hoạt để nó hấp thu nhiều nhất. Nếu mà để hấp thu nhiều nhất thì trong này nó phải nhiều dinh dưỡng. Rõ ràng. Thì rõ ràng đó, lý do muỗng 24 gram đó. Chứ bây giờ một muỗng nó có 5 gram thì nó hấp thu nước mía vô à? Nó hấp thu nước cơm vô à? Nên em phải nhớ là nó có hai cái yếu tố để làm cho cái sản phẩm bơm này hiệu quả. Thứ nhất là nó phải tạo được cái dòng blood flow. Cái dòng blood flow là cái dòng máu chạy mà máu giàu dinh dưỡng đó. Các bạn nên nhớ máu giàu dinh dưỡng khác méo máu già nghèo dinh dưỡng nha. Và cái thứ hai là cái cơ bắp mình nó phải hấp thu được. Máu để dinh dưỡng tới cái đống cơ bắp nó không hấp thu được là cái gì thôi. Vậy thì thằng pump này nó phải làm được hai cái nhiệm vụ đó. Thì em nhìn qua cái label rất dễ hiểu. Đây nó làm được hai cái nhiệm vụ đó là gì? Nhiệm vụ nhất là nó tối ưu hóa cái nitric oxide. Nó tối ưu hóa được cái nitric oxide. Cái nitric oxide là cái cực kỳ quan trọng trong điều cao luôn. Mà cái nitric oxide nó vip hay nó cùi á là nó thể hiện cái trình của cái thằng điều cao là vip hay cùi nha. Đó, mà em thấy không, cái nitric oxide nó tới 10 gram luôn. Để tối ưu hóa cái dòng nitric oxide đó nó cần phải nhiều chất. Những cái chất đó nó cộng lại với nhau nó tới 10 gram luôn. Nó bằng mấy cái muỗng điều cao cùi mía ở ngoài có 5 gram thôi. Nó thì muỗng điều cao cùi mía ở ngoài 5 gram thôi, nhớ chưa? Đó. Cái thứ hai á là cái này nó là muscle hydration and absorption, tức là absorption hấp thu. Nó tối ưu hóa cái sự hấp thu của cái cơ bắp lúc mà máu đẩy tới đó. Cái hydration là cực kỳ quan trọng trong lúc tập mình cần phải có sự hydration tốt, bù điện giải và trao đổi nước cho nó ok, cơ thì nó mới được. Thế nên cái cụm này của cái sản phẩm này nó cho là tới 5 gram. Nhiều nha. Nhiều sống nhiều. Đó.
Rồi, ở đây nó cái sản phẩm này có một điều cực kỳ đặc biệt mà các bạn nghe xong ngỡ ngàng ngơ ngác như bật ngửa. Đó là nó sẽ bỏ ba thành công thành sau đây. Thứ nhất, cà phê bỏ biết. Ủa, cái đó nghe tỉnh mà, tỉnh táo mà. Tìm free. Mẹ bỏ cà phê vô uống ngủ mất ngủ chết. Sao mà ghiền nữa chết luôn. Thôi không, công nghệ mới đồ xịn nó mới mắc. Sợ là tập sau mày vừa dính cà phê rồi căng thẳng mất ngủ đúng không? Mệt phải không? Cà phê nó còn ghiền nữa. Nó còn có một số người bị dị ứng cà phê nữa, uống xong xỉu, tập xong mệt hơn chưa tập nữa. Tim đập nhanh đó. Thôi, thôi hoang mang lo lắng nhiều. Ghê nhất là tự nhiên. Rồi, bỏ cà phê là bình thường, nghe chưa ghê. Bỏ thằng này mới ghê nè. Retin. Retin cũng phổ biến mà ta. Đồ cục bách bỏ đi chi không xứng mày. Ủa tại sao? Lắp ra nó vậy đó. Ghê chưa? Vậy thì để mình lý giải được cái bỏ retin này liệu mà nó có gì đó nó cấn cấn không bạn nghe. Thì bỏ uổng có thêm tí được hen. Có thêm mà được bỏ uổng gì bạn sẽ nghĩ vậy không? Nhưng mà ở này nó có thằng xịn nè. Thằng retin bây giờ nó mới xịn. Đó là cái thằng này nè. Thằng beten. Beten anhydrous. Thằng này nó sẽ thúc đẩy cái quá trình sản xuất retin tự nhiên trong cơ thể. Khỏi còn uống retin ở ngoài. Tại retin nó sản xuất được mà. Vậy thì uống thằng này nhờ là có thể tự sản sinh retin. Đúng, cái retin nó không phải là cần thiết nha bạn. Nó cơ thể thiết. Đồ ăn ngoài có nhiều. Thứ hai là cơ thể sản xuất được. Đó, còn nếu mà có bổ sung trong liều cao nó có 1-2-3 gram thì mình tiễn luôn. Chứ mà đi giọng cái retin vô ngày 5 gram, 10 gram thì thôi là khẩu rồi. Rồi vậy em biết chất thứ ba là chất gì rồi? Chất là cái gì? Citrulline malate. Cái đó không bỏ được. Ủa nó có NO3T rồi vẫn phải cần như đấy hả? Vậy nó mới ghê. Thì nó là cái NO3T. Nó chỉ là một cái bằng sáng chế nó tạo ra được cái thằng cái đẩy cái dòng ra cho tóc xoay thôi. Nhưng mà để tối ưu cái dòng lên nó cần này phụ vô. Tóm lại thứ ba là thằng nào? Beta adrenaline. À, thằng ngứa da. Ủa vậy là uống này không ngứa à? Uống này sao ngứa? À. Thằng ngứa da nhưng mà bỏ betanolin á thì các bạn lo rằng chết là cơ tập thôi nó mỏi đi acid gì quên rồi. Không có feeling. Không phải feeling. Cái thằng betanolin á là cái thằng nó sẽ giúp cho em giảm cái sự mệt mỏi sau tập do nó do cái nồng độ acid trong cơ nó cao thì nó dọn mấy acid đi. Đó, đó tác dụng nó làm vậy. Trong đây nó có cái đống thằng rồi, khỏi lo, một đống thằng khác luôn. À. Trong bài viết anh làm rất kỹ mà giờ nói chắc một tiếng mấy 2-3 tiếng mà đó. Lấy cho uống đi. Lấy uống đi. Chưa. Có gì nữa? Chưa. Đó là mới đi trong cái dòng nitric oxide rồi nó còn nhiều cái. Mấy thằng dưới nói chung là tất cả những thằng dưới này nó đều bổ sung cho cái nitric oxide này hết. Đúng không? Trong đây nó có 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng. Thì 7 hàng đó đã bổ sung cho nitric oxide làm tối ưu hóa cái nitric oxide tốt nhất. Lúc này là máu sẽ được đẩy nhanh nhất, mạch được giãn nhiều nhất và cái dòng máu nó dinh dưỡng ghê nhất. Đầy đủ. Em hỏi này. Sao? Sao 3D sao? Ôi 3D tôi tôm. Tôm. Cái đó thật là mà nói hiện cái soi label với hai nhãn đi. Thứ nhất, thằng 3D nó xài một công nghệ cái NO3T không phải làm như thế. NO3T của thằng 3D nó xài là acetylene. Acetylene NO3T. Còn NO3T này xài công nghệ khác nè, nó xài dòng khác nè. Nè, beten nitrate. Tại sao nó không xài kia? Tại vì nó có citrulline quá mạnh rồi. Cái citrulline của này nó quá mạnh, nó sẽ sinh ra cái NO3T kiểu đó. Nên nó sẽ làm tối ưu hóa rất là tốt cái dòng nitric oxide. Mà nên nhớ nè, cái citrulline malay này là nguyên chất nha. Ừ. Sorry, lộn, malay là củ bắp. Còn thằng này là không có xài malay. Thằng này là pure, là nguyên chất, là tự nhiên, pure luôn. Mà nó được làm bởi công ty của Nhật Bản. Công ty Nhật Bản có tên là Kawa Quality. Cái hàng công ty này làm nó rất nhiều cái đơn chất mà VIP có đăng ký bằng sáng chế hết, không cho tăng cấp luôn. Japan thì yên tâm rồi. Đó, chờ bạn em vừa 7 không à, nó chống này gọi 7 không? Còn mấy thằng này lum luôn. Thì khỏi bạn cãi, các bạn sẽ nhiều quá, bạn lên website bạn đọc đi. Tóm lại nó là không nổi. Khối lượng một muỗng quá nhiều thứ trong này mà còn khối lượng muỗng cao quá. Uống mà thử coi. Chưa, tao nói qua tới cái dòng mà mất khoảng 2 phát xong cái đã. Cho uống thiệt. Trời ơi, nó rất là nhiều cái cộng phân tích rồi, tại em làm gấp quá. Anh nói được hết chứ mấy này nói đã lắm mấy bạn. Nè, một dòng nào á nghiên cứu nói cũng đã hết mà cái này nó vội. Rồi cái dòng này bên đây nó còn lucin 3 gram. Nguyên cái dòng EV không còn nào có lucin hết. Sao? Sao? Bỏ trong đó rồi sao tôi bán em ba. Em thấy mấy cái khác nó cũng có lucin mà. Có lucin ở hãng nào có kệ bà nó, nhưng mà em đang so với 3D đúng không? Ừ. Thằng 3D không có lucin. Ừ. Rồi. Thằng 3D không có lucin, là có lucin sao tôi bán kem? Ừ. Đúng không? Rồi. Còn này nó có lucin luôn, tại vì cái này nó là nó phải đảm bảo được cái dòng máu dinh dưỡng nhiều nhất. Rồi. Thì nó phải bỏ lucin vô. Mà lucin là thằng EA cực kỳ quan trọng trong kích hoạt enter. Ừ. Mà thằng enter là cái thằng phát tín hiệu trong cơ bắp rồi. Nó ấy chứ tập kia tổng hợp protein lại đẩy vô bơm bập vô đẩy bơm. Không có enter giống như là cái công tắc điện á, nó không mở. Nó giống thằng leader đó. Nó không mở là tại vì không có không tổng hợp cơ bắp được. Rồi đó. Rồi, okay. Rồi thằng
thằng beta-lactamase, thằng này nó nhiều tác dụng lắm. Thằng này rất nhiều tác dụng, nó cũng thứ nhất là điện giải nè, thứ hai là nó cũng sản sinh ra creatine nè, rồi nó cũng hấp thu cơ rồi các kiểu, rồi mấy anh dòng vợ dòng họ đây bản quyền đồ trống. Nói tóm lại á là thằng này nó xịn như đó. Đó nên mà anh có nhu cầu anh dùng á thì Lapada phải ship tặng anh nha. Rồi giờ, ra uống nhanh. Mà giờ mở rồi, mở ra tao muốn tặng em. Chỉ nãy giờ muốn. Chỉ mong cái đoạn này thôi đấy. Mà mở rồi lại đi. Hàm chỗ người ta quảng cáo sản phẩm mà cứ ngồi đó đó hoài. Rất nhiều cái điều tinh hoa trong đây Duy Nguyễn cho nó kịp nha các bạn. Nên các bạn có nhu cầu thì các bạn phải lên website và đọc đi cái bài viết về sản phẩm này, đúng sao nó cũng dài nhất trong tất cả sản phẩm nữa. Nước này nó lớn thì lượng nước này đủ chưa? Tức là em uống mà sợ nó nồng á thì cái đó là cái mùi nhân tạo nó mới nồng, còn mùi tự nhiên nó nồng. À tự nhiên là em phải hiểu cái mùi tự nhiên không cho nó nồng hết á. À nó vừa miệng đúng không? Mùi tự nhiên mà này. Nhưng mà Morioka mà uống đầy bình này ổn không? Ổn bình thường. Để đi không uống cho Tú uống. Đây. Đó. Rồi. Wow, mịn màng. Rồi em cứ lắc đi. Hôm nay hay rớt vậy. Nè các bạn nhìn đi các bạn, này không, hủ nè. Nói không biết nói sao đã nè, toàn không. Steam rí. Đó, mấy chất lạ không, trên website có hết nha. Nó lại chưa. Cái thằng này là như là Mông Cổ nãy mình nói nè. Rồi bạn kéo qua đây nè, bạn thấy rồi, mấy thành phần chất nùi. Trên bài viết của website tôi đã giải thích hết cụ thể, trên đây giải thích không nổi. Nè, 6 gram citrulline. Mà cái này là nguyên chất, mấy hàng nguyên chất nó vô nó đẩy nhanh lắm. Còn cái thằng citrulline cùi là citrulline má lẹt. Là citrulline má lẹt là nó trộn giữa cái thằng citrulline này với cái axit má lẹt. Mà tóm lại thằng đó giờ nó cũng bóc lỗi thời rồi. Thấy không? Công thức, thằng này à. Liều bột cao nào nó cũng phải xài công thức này nó mới xịn. Phải nộ 3T, mà nộ 3T nó có nhiều nhắn. Đây cho các bạn. Uống quậy, uống đàng hoàng, uống gì trời. Không nốt ở đây cho các bạn coi cái ly bột nó màu gì nhỏ này, không ăn hết uống thì chứ ta. Trời ơi, đang đuối sức phải uống này vô thật khỏe. Đâu uống vô thì feel chưa? Feel rồi, khỏe rồi, tỉnh rồi. Tức là cái này á, cái cảm giác uống là em uống vô một cái á là em sẽ có cảm giác liền. Đúng rồi. Nó làm cho em có cảm giác liền. Mà nó không kích thích, nó không gây mất ngủ. Thấy tỉnh luôn em, á. Các em tập em sẽ không bị đột, bị cạn sức giữa chừng. Cái tập mà bị kiệt quệ năng lượng á là cái những cái loại mà rượu cao đẻo và điếm. Đẻo và điếm là gì? Nó đẩy cái năng lượng lên bằng cái thằng cà phê rẻ tiền. Đẩy năng lượng cà phê rẻ tiền trong khi máu kèm máu nghèo không có khi khô gì, máu này máu nghèo. Ok, bơm vô cơ không bơm được gì luôn mà nó cũng chả bơm luôn. Cái năng lượng nó sẽ làm cho em bị ta giống như nó đang vậy nè, cái nhảy éo lên là tại cái điểm này em rất là bị kích thích, em đâm bơm xong rồi nó tụt cái xuống, lúc này em càng kiệt năng lượng, nó kêu là bị crash và người em bị sụp đổ xỉu, chóng mặt buồn nôn. À. Đó, tập về mệt hơn, tức là uống vô tập còn mệt hơn lúc bình thường. Mà nó mang lại cảm giác mình giả tạo là mình uống vô mình tập chắc mình mệt mà do mình tập nhiều, không phải. Tức là nó là có một cái nhóm rượu cao là đẩy lên cao. Tức là em xài một sản phẩm rượu cao rất quan trọng, em phải hiểu cái cơ chế của nó work, cái cơ chế trong nó vô cơ em hoạt động như thế nào. Nó tại sao nó tỉnh táo mà tại sao tập trung nó lấy những cái chất đó ở đâu. Mà ở đây không có, tự nhiên cái muỗng có 5 gram trong đó có khỉ khô tàu lao sao biết đau không, uống cái gì. Đó, cái đó là nhóm energy chứ phải rượu cao. Energy thì nó có thể nó thích hợp cho những người ta lái xe ta không vận động. Người ta không lái xe ta vận động, ta uống những dòng energy mà phải cà phê xịn nha. Nó còn caffeine mà caffeine anh hái trọt cũng cậu hồn. Cho mượn cái ly đi em. Nó nhớ là nghĩa là người uống đây. Cà phê nhiều quá là sau đó là mệt. Sao? Tự nhiên đó bạn. Bạn không nhìn thấy cái bột luôn đúng không? Nè nhìn như trà vậy đó. Nó tinh khiết mà nó trong sáng. Nè không? Đúng không? Cái nước đó trên cao không? Nè như trà vậy đó. Bạn không nhìn thấy được cái miếng bột luôn. Hà tan kinh. Ta nói là hàng xịn. Xịn nó phải là xịn chứ không phải xịn là nó tao bây giờ nhảy nhẽ nó không thử gì. Tóm lại là cái dòng này là tập khỏe và tập khỏe và phục hồi sau tập rất là tốt. Rõ ràng tốt chứ không có bị căng thẳng, không có bị gặp phải gọi là rủi ro. Nó không kích thích là gì nó căng thẳng. Chứ còn nếu mà uống cà phê vô là nó kích thích và sau đó là nó cảm giác bị căng thẳng, nhất là vì nó cứ kiểu khó ngủ ấy, sau đó nó trở nên mệt mỏi. Với các bạn lớn tuổi nữa là các bạn thôi, phải né nó kích thích càng nhiều càng tốt. Mẹ độc tử chấp tại chỗ. Lấy một lon nữa cho con Tú đi. Cho con Tú nó tận hưởng. Thấy không? Lắc ít. Nãy tôi thương lắc, tôi đâu lắc đâu. Rất ít mà nhìn cái bột nó đã. Bạn pha rượu cao không bao giờ bạn có được cái rượu cao bằng cái nước y như trà vậy. Tức là cái bột nó mất tiêu hết trơn luôn. Nó không có lợn cợn nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Bởi tôi nói là citrulline này nó pure mà các bạn không tin. Tú, nóc thử Tú. Uống vào là quay sung lắm đó Tú. Hay là chưa quên đi nhật chính chưa uống. Lấy ly kìa. Làm gì đâu uống. Chuẩn bị tập nè. Chuẩn bị tập nhiều lắm nhưng mà dẫn đâu. Em tập chứ anh tập à? Thì em tập. Đó. Vô. Anh sẽ cố gắng làm một cái video nữa để phân tích về chất nha các bạn.
trong video này tổng thể, video mình sẽ phân tích về chất, mình sẽ làm hai video phân tích về chất. Tại cái này nó đã lắm, nó là một bầu trời kiến thức luôn. Mà không nói nó tức lắm. Mắt mẹ nó đi kinh ốp đi qua cao 1.6 triệu. Bây giờ mỗi khi lên là chị em hỏi nhiều gì 1.6 triệu. Mà nói chữ 1.6 triệu là nó đã vào tay nữa em. Thấy con nội Mông Cổ nữa, vô website đọc nội cái nón Mông Cổ hồi xưa nó tiếu lắm em. Mà cái bộ thằng cha này bán gì điều cao mắt thử thử đây. Chứ giờ cái điều cao là cái cực kỳ quan trọng trong sử dụng thực phẩm bổ sung. Điều cao là cái đầu tiên, cái đầu tiên để có buổi tập tốt chúng ta mới phục hồi tốt. Nên khi mà các bạn xài supplement, các bạn phải xài nó đồng bộ, tốt đi chung với tốt, không phải tốt đi chung với đồ tặng. Đó là cực kỳ sai lầm rồi. Xong chưa? Okay. Mình xin khép lại cái video ở đây nè cho các bạn coi lại lần cuối. Bột đã lắm, pha ra nó mực tương vậy đó ha. Và đây là high class nhất trên thị trường có được, tại vì ông Lazada này ông đầu tư một cái ông để đời luôn mà. Ông chơi vậy đó. Bây giờ là xu hướng, bây giờ là thực phẩm bổ sung bây giờ được bóp rất là nhiều, nên mà mình phải đọc đồ viết thì nó mới đọc và nó lạ hả. Và suy cho cùng mình xài tất cả vì cái sự thứ nhất an toàn và hiệu quả, hai cái đó quan trọng nhất, hai cái đó nó phải đi đôi với nhau thì nó mới tạo ra sản phẩm đa cấp được. Rồi, tạm biệt các bạn.